Hai dòng nha, mình là đi đây, hiện tại là mình đang trong tựa game King Legacy các bạn ha. Rồi, thì ở clip này là gì? Clip này là mình sẽ tiếp tục làm về những cái sword mà khi mà kết hợp với lại những cái ngọc các bạn ha. Thì sẽ có những cái nội tại bí ẩn như thế nào. Đấy, thì mình sẽ làm tiếp tục cái series đó các bạn ha. Đấy, mình làm chừng nào mà hết tất cả ở trong gọi là ở trong cái phần mà những thanh kiếm nội tại là hết hay các bạn ha. Đấy, thì mình nghĩ là update sau thì Admin sẽ ra thêm cái nội tại những thanh kiếm khác nữa. Thì hiện tại là Admin giống như là đợt này ra thì mình nghĩ giống như là gọi là sao ta, gọi là để thử nghiệm mày đó, để thử nghiệm mày thấy ha. Nhưng mà thực sự là cái này thử nghiệm rất là hay luôn đúng không mày ha, tại vì đây là một cái tính năng mới khi mà ra mắt mà đúng không đó. Thì mình thấy Admin làm rất hay luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là cho bạn xem là những cái thanh kiếm nào kết hợp á thì sẽ có những cái gọi là nội tại và gọi là hay và là bá ra sao nữa ha bạn ha. Đấy, tiếp tục nè, bây giờ mình qua cái chỗ cái NPC mà có cái nội tại ẩn cho bạn xem tiếp nè. Rồi các bạn thấy nha, thì mình cũng đã làm được hình như là cỡ 3 cây rồi đúng không bạn ha. Đầu tiên là cây búa nè, kết hợp với ngọc đắc này đúng không bạn ha, đắc stone ấy. Đấy, cây búa, cây rìu với đắc stone, rồi bô lê nè với lại cái ngọc gale các bạn đúng không, bô lê ngọc gale nè, avalon với đắc stone luôn. Rồi thì còn lại là 1 cây, 2 cây và 3 cây các bạn ha, còn 3 cây này thôi nha bạn nha, đúng không. Còn mình thấy có nhiều bạn rất là gọi là nói mình làm về cái cây búa với cái đầu bí ngô này á đúng không bạn. Đấy, thì cây búa với đầu bí ngô này mình sẽ nói rõ cho bạn ha, là mình có làm từ trước rồi nha bạn nha. Đấy, mình có làm từ trước rất là lâu rồi, các bạn nhớ để ý cho mình, lưu ý cho mình ha bạn ha, là mình làm rất là lâu ở trước rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn nào muốn mình làm lại á thì các bạn có thể comment ý kiến bên dưới và mình sẽ làm lại cho bạn xem các bạn ha. Tại vì các bạn chỉ cần search Livini đây, các bạn chỉ cần lên YouTube mà các bạn chỉ cần search nè, đây Livini búa hammer với đầu bí ngô phải không, là ra liền nha. Ở trên này nè phải không, mình làm từ 1 năm trước rồi đó các bạn nè, nội tại bí ẩn nè, có thể chịu hồi boss ra đánh phụ quá hay chưa, là mình đã làm từ 1 năm trước rồi. Nhưng mà 1 năm trước á là hình như là tựa game chưa có được gọi là xịn như bây giờ các bạn ha. Xịn ở đây là như thế nào, ví dụ như là ngọc mới nè đúng không bạn, rồi cái bản start mới nè đúng không bạn, bản start ở lộn phải mới, bản start mà kiểu mà level cao hơn các bạn đúng không, thì cái búa đam như thế nào, đam sẽ to hơn hay là chịu hồi con boss như thế nào, con boss có đam to hơn hay không, thì các bạn muốn á thì các bạn hãy comment ý kiến bên dưới, mình sẽ làm lại cho bạn một lần nữa các bạn ha. Chứ thực sự là mình thấy có nhiều bạn nói mình làm cái cây búa với đầu bí ngô, nhưng mà thực sự là mình làm rồi 1 năm trước luôn rồi đó các bạn. Thế là vậy ha, thế là vậy. Rồi bây giờ là tiếp tục các bạn ha, Tatsugi nè, cây này chắc chắn là cây của ta Tatsugi trong One Piece các bạn đó. Tatsugi kết hợp với lại ngọc nào, bây giờ mình sẽ chắc mình nghĩ là giữa Along Tatsugi mình sẽ review cho bạn Tatsugi trước đi ha bạn ha, đúng không bạn, mình sẽ cho bạn thấy được là cái nội tại bí ẩn của Tatsugi với ngọc này sẽ như thế nào luôn. Mình á, như mình nói lúc đầu các bạn ha, mình á thì mình biết hết tất cả rồi, mình biết tất cả nha bạn nha, biết kết hợp với ngọc nào luôn, nhưng mà mình không có biết chắc là cái skill sẽ như thế nào các bạn ơi. Đấy, nên là mình lúc mà mình review cho bạn là gọi là mình real luôn các bạn, là tâm lý mình real luôn các bạn, là mình không có biết là chiêu như thế nào luôn các bạn. Đấy là vậy. Rồi bây giờ đây, đây là cây của Tatsugi các bạn nha, đây Tatsugi Play nè. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp với lại ngọc gió cho mình nha bạn nha. Đấy, Tatsugi này á là sẽ kết hợp với ngọc gió. Đấy là vậy. Rồi bây giờ cho bạn xem nè, đây ngọc gió nha bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ craft các bạn ha, mình sẽ chế tạo ngọc gió này cho bạn xem. Đấy, vừa đủ nguyên liệu luôn. Rồi vậy là xong ngọc gió nha bạn nha. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cây Tatsugi lên cộng 3 luôn nha bạn nha. Đấy, upgrade luôn, upgrade. Trời ơi, đam to vậy. Ui vãi, các bạn nhìn kìa. Ôi, bình thường mấy cây Blazing các bạn cộng đúng ít luôn bạn, tự nhiên nhìn cái này cộng nhiều, nhìn đã bạn ha, đúng không bạn? Tại vì đúng là mấy cây gọi là cùi dưới mà đúng không bạn ha, đúng không? Đấy, mấy cây dưới đây là dạng là cây cùi mà đúng không bạn? Nên là được cộng nhiều thì đúng rồi, mới gọi là cân bằng một chút đúng không bạn ha. Thế là vậy. Rồi các bạn coi nè, đây ví dụ như là mình cây Yoru của mình ha, cộng 3 các bạn có 10% nè, phải chưa? Cộng 3 có 10%. Rồi tam kiếm nè, cộng 3 12% đam à. Đấy. Rồi Sabo có 11%, phải không? Rồi cái Avalon hôm bữa luôn 14%, phải không? 14% cũng khá là to rồi. Nhưng mà qua tới cây Tatsugi, qua cái cây của Tatsugi, trời ơi, 1 cộng 1 tới 20%. Vậy bạn ơi, rồi bây giờ nâng cộng 3 ha. 22 nè. Ủa, 24%. Ui, vậy mình nghĩ là những cái cây mà dưới đây nữa mày, mấy cây mà Incommon đó mày, chắc nghĩ là cộng lên tới cỡ 30% không ta. Đúng không bạn? Rồi bây giờ mình sẽ ghép ngọc gió vô cho bạn xem ha. Ảo thiệt chứ, đúng mày, mấy cây dưới mình nghĩ chắc 30% luôn quá. Thiệt luôn ấy. Rồi bây giờ là Tatsugi cho bạn xem rồi ha. Rồi bây giờ bo
Bo rồi, bây giờ là Bo cầm cái Tatsugi luôn đi. Giờ qua bên ghi nè, qua bên Dummy nè. Đây. Đấy, thì mình sẽ cho bạn xem là Bo sử dụng Tatsugi sẽ như thế nào. Và sau khi mình kết hợp với Ngọc Gió á, thì Tatsugi sẽ có thêm cái nội tại như thế nào các bạn ha. Đấy, để mình cho các bạn xem là cho chắc chắn các bạn. Chứ mất công là có nhiều bạn sẽ hiểu lầm là ủa em xài cũng ra mà đâu cần kiếm ngọc đâu đúng không? Đấy là vậy thì hơi hơi gì lắm bạn ha, đúng không? Rồi giờ Bo cầm Tatsugi quánh con Dummy đi. Đó, vậy cho bạn xem nè, hai chiêu nè. Đấy, quánh thường liên tục ha. Đó. Đó bạn không? Đó hai chiêu. Rồi chiêu ít nữa. Phải không? Đó, chiêu Tatsugi sẽ như vậy nha bạn nha. Phải không? Đó. Thì Tatsugi này được admin làm lại rework rất là lâu hả bạn ha. Làm lại trước đó mấy update trước lâu rồi. Bây giờ đó không có gì mới đúng không? Rồi. Bây giờ là tới mình nè bạn coi nha. Bây giờ tới mình khi mà mình cầm Tatsugi sẽ như thế nào hay nha. Bây giờ mình đánh thường trước nha. Ôi 3k7. Đánh thường to hơn cả Legend á. Cái cây Legend đánh là như là lần có ít lắm bạn. Vô ru luôn nè bạn, mình cho bạn coi nè, mythical luôn nha. Thấy không? Có 3k3. Ui. Từ thử coi Saber coi. Saber. Ồ, Saber ai giật điện. Trời ơi, Saber giật điện luôn rồi mới 14k. Trời ơi, giật điện quá trời, cũng đâu cũng giật điện nha. Từ từ, đừng coi. Bình tĩnh. Đó bạn không có 2009 rồi. Trời ơi, quánh cũng đâu có đó giật điện luôn kìa. Saber bị lỗi rồi bạn ơi. Ôi, bạn thấy không? Ui, Tatsugi đánh thường to vậy. Cái gì? Tatsugi đánh thường to lắm nha bạn nha. Đấy, bạn thấy không? Rồi bây giờ. Đây. Ủa cái gì sao? Ủi Bo đánh như mình nữa bạn ơi, dính danger rồi, giờ không đổi được nữa bạn. Hết hồn. Ủa cái Saber này bị gì á? Rồi, 3009 nè. Tự nhiên nãy giờ phải không? Quánh cú nào là chuẩn cú đó đều giật xét nha bạn nha. Kinh dị thiệt luôn á. Saber. Saber kinh ha. Rồi đợi bạn ơi. Đợi hết cái loại tại đã. Rồi mình sẽ cho bạn xem coi khi mà Tatsugi xài chiếu bạn. Xài và khi mà kết hợp Ngọc Gió sẽ có thêm một cái nội tại bí ẩn là cái gì ha. 8 giây nữa. Đấy, vậy là tính ra là khi mà cái đam này tăng lên bạn là đánh thường rất là to luôn đúng không ha. Cái đam đánh thường đúng to luôn bạn. Vãi thì cái đây cái Tatsugi đam đánh thường to vãi luôn. Rồi bây giờ thử lại cho bạn xem là đánh thường nè. Thấy không? 3200. Đấy. To lắm ha bạn. Ủa nhớ nãy 3700 mà sao giờ 3200 ta. Hơi ảo ha. Từ từ. Đúng rồi bạn ơi. Rồi. Bây giờ là à nãy có bộ bánh dầu đồ, bây giờ thử nha, thử chiêu nha bạn nha, giờ bánh thường trước nè. Đó bạn chưa? Ui. Ui. Đấy các bạn thấy không? Các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Bỏ bánh thường lại, bỏ bánh thường lại. Hồi nãy là mình chưa xài chiếu cho bạn nha, phải không? Rồi bỏ bánh thường nhiều luôn, đứng im luôn đi, đứng im luôn đi. Đó bạn nhìn kỹ nha, không ra một cái gì đúng không? Phải không? Đó. Đấy bạn thấy chưa? Hình như là ra cái lốc xoáy các bạn, cái lốc xoáy hồi nãy sao bạn thấy không? Đấy. Khi mà kết hợp với Tatsugi kết hợp Ngọc Gió sẽ ra cái lốc xoáy như vậy nha bạn nha. Rồi giờ bò tránh ra. À, bò nó có cái nội tại nó bạn, cái cục bát xíu bạn. Thấy không? Đó là đối phương kiểu bị dính thêm đá bạn nên nãy mình đánh nam to. Chứ mình đánh có bạn hai à. Rồi bây giờ bạn coi này nha. Tự nhiên nãy ra cái gì các bạn? Đó. Ui. Cái lốc xoáy các bạn thấy không? Ui, quánh có vài hit là ra cái lốc xoáy rồi. Đã vậy. Đây các bạn nhìn kỹ lại nha. Để coi mấy hit nha bạn nha. Rồi mấy hit. Hên xui các bạn ơi, hết ra các bạn ơi, thôi từ từ. Để đam ít lại, lát hồi mình coi đam mới to các bạn ha. Rồi không thấy luôn bạn ơi. Rồi không thấy luôn bạn ơi, không ra luôn rồi. Giờ hết ra rồi. Hồi nãy đang ra liên tục bạn. Đó. Hình như là 2 hit hay 6 bạn đúng không? Như là cỡ 2 hit hay 6 bạn, cái lốc xoáy đó tầm 2 hit nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, không ra luôn, 19. Đó, hình như 19, ô 5 hit các bạn ơi, hình như xoáy 5 hit đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn kỹ cho bạn xem nha. Nhìn sát vô là hiện bao nhiêu đam nha bạn nha. Các bạn nhìn kỹ cho mình ha. Các bạn cùng xem với mình ha, để xem là cái xoáy đó sẽ là gây bao nhiêu đam vô quái nha bạn ha. Để xem kỹ nha bạn nha, xem kỹ nha. Đấy, khúc này là phải nhìn kỹ các bạn, thì mình đang quay cho bạn xem á, mình nhìn cũng không có kỹ được ấy. Đó bạn không? 200 mấy, 250 đúng không? Đấy, hình như 250 ấy. Đó. Thì bạn thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử xài chiêu. Nếu mà xài chiêu coi có ra được cái nội tại đó hay không các bạn ha. Rồi, không chưa ra được. Trời ơi 15k. Một chiêu 15k hả? Ít. Ôi 19k. Ôi đám kìa. Ôi cái kia thêm có 200 đao chứ mấy, 200 đao thì không có nhiều hết á. Nhưng mà chắc mình nghĩ là lại là phát kia nữa bạn ơi. Đó thấy chưa? 18k. Ôi vậy cái chiêu kia 1k, 1k đam hả bạn ơi, không có to bạn ha, nhưng mà mình nghĩ chắc là phát ken nữa bạn. Giống như Avalon ấy. Nhưng mà các bạn thấy đam to vậy? Cái Tatsugi đam to vậy? Trời ơi 18k.
Ui, hai chiêu, chiêu 15k, chiêu 18k. Đam to vãi. To kinh khủng luôn bạn. Rồi bây giờ dép thử nha. Có bạn không? Ra nè. Thấy chưa? Ra đó. Rồi, vậy là hai chiêu đều có thể ra các bạn ha. Đấy, cái chiêu dép hình như là cái chiêu này xoáy như kéo đối phương theo đó bạn không? Đó, kéo đối phương theo. Còn cái chiêu ít này á, các bạn lao qua hình như là có chối đối phương lại sao ấy. Các bạn nhìn nè. Bạn đó đó, kiểu đối phương bị đứng lại chỏng các bạn. Đó, xong rồi đổ. Và hai chiêu các bạn đi nha. Hồi cực kỳ nhanh luôn á. Đó phải không? Hồi cực kỳ nhanh luôn. Ui. Đã nha, phải không? Đã. Đó phải không? Hai chiêu liên tục luôn. Đấy là 32k. Kèm theo cái nội tại mà xoáy cái lốc cái gọi là cái gì á, cái dùng các bạn. Giống như cái gì ta? Nhìn theo kiểu lốc xoáy cũng không đúng các bạn đúng không? Ờ lốc xoáy các bạn ơi, cái đó lốc xoáy. Đúng rồi, cái lốc xoáy kiểu xoay các bạn, giống như là cái kiếm xoay giống vậy đó các bạn. Đó, y chang xoay luôn ấy. Rồi, bỏ đây. Bây giờ mình sẽ test vô người sẽ như thế nào các bạn nha. Ui, Tatsugi mạnh vãi bạn ơi. Ui, cộng 3 lên đam đúng to luôn bạn, hai chiêu đam to luôn ha. Rồi. Bây giờ là tiếp tục thử cho bạn xem ha. Đây, đầu tiên là mình nghĩ là chiêu xoáy này đúng không? Ơi, ôi hơi khó bạn ơi. Xoáy gì hơi khó bạn, xoáy là hên xui bạn, hên xui cái tỷ lệ mà ra cái đó đó. Rồi bao bực Ken nữa đi. Ken, Ken rồi đúng không? Xoáy. Ồ, xoáy hot Ken luôn kìa. Ui. Ôi. Một phát phải không? Hết Ken luôn, một phát là bay hết Ken luôn bạn ơi. Bay Ken luôn nha bạn nha. Đấy, cái này là mình đang xài cái giáp mà tăng đam cho support như vậy nha. Đấy, cái giáp tăng đam support. Chứ mình xài giáp cua thì tất nhiên là đam sẽ ít hơn một chút các bạn nha. Đúng không? Đấy là vậy. Ui, một xoay là hết Ken ha. Rồi, bây giờ bo đợi hồi Ken chút xong mình thử xài cái chiêu ít các bạn nha. Để coi cái chiêu ít có... gọi là... phá full Ken được hay không các bạn nha. Rồi, ít đi. Rồi, lộn nhầm, bật Ken đi. Ít đi. Bực Ken lên. Rồi từ thôi mình đổ cái giáp cua đi các bạn nha. Tại bình thường mình review với bạn là mình hay review bằng cái giáp cua trước ấy. Tại vì không có tăng đam cho Squirt bạn. Tự nhiên xài cái áp kia vô mình cảm giác như đam to lắm bạn luôn ấy. Đam đúng to luôn ấy. Rồi. Ủa bực Ken nói hả? Chưa. Trời đất cơ. Rồi bực Ken đi, đợi bỏ hồi Ken cho bạn nha. Mình test thử lại đam cho bạn xem ha. Đam khi mà xài giáp cua lại sẽ là bao nhiêu? 12k cho bạn nha. Không giáp cua, xài giáp cua sẽ là 12k. Là cái áo kia tăng đam khá là nhiều các bạn ha, đúng không? Rồi này. Ồ cũng 15k đam to các bạn. To đó, to sẵn luôn á. Cái chiêu ít đó bạn, chiêu ít đam to vãi. Rồi đâu thử nè. Thử coi bật Ken lên. Rồi thử coi lướt qua mình lao qua vậy là có. À vậy là né dễ các bạn ha, thấy không? Có một Ken nè. Vậy là có cái chiêu vết phá các bạn. Đấy là vậy ha. Rồi, bây giờ tắt đi. Lướt qua nè, xong bật nè. Bật. Ui. Hết luôn bạn. Ui. Ghê nha. Rồi bây giờ là mình sẽ thử cái nội tại các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đánh thường. Rồi qua Colosseum đi cho dễ. Rồi qua đấu trường đi. Cho dễ test các bạn ha, không thôi là mất bao ti á bạn. Rồi, thử nè. Ủa, đang đang in combat bạn ơi, là không có gì được các bạn ơi. Đấy. Thì hơi khó cái là cái in combat này các bạn, hơi vướng một chút bạn ơi. Thấy ha. Hơi vướng một chút. Đấy, thì các bạn thấy nha. Khi Tatsugi kết hợp cọc gió là các bạn thấy gọi là cũng mạnh như thế nào rồi, đúng không bạn ha. Đấy, cũng không có thua kém gì cây như là bô lê phân thân này đúng không bạn ha. Bô lê kết hợp cọc gió thì sẽ phân thân nè. Rồi Avalon là triệu hồi ra những thanh kiếm các bạn đúng không, những thanh kiếm. Thì rồi cái búa này thì triệu hồi ra con cua đúng không bạn. Đấy là vậy. Rồi, đây nè. Một. Ok. Bây giờ là mình sẽ thử là cho đứng im nha, khỏi được có bật gì hết á. Được bật Ken hết, đứng im thôi. Để coi ra cái nội tại á, đó. Phải không? Xoáy tầm mình như là có mấy ca các bạn, có mấy ca à? Không có to các bạn ha. Nhưng mà mình nghĩ là chắc lại là phá Ken nữa rồi các bạn ơi, đúng không bạn? Kiểu là phá Ken đó bạn. Ôi, bật Ken gì vậy? Đừng có bật Ken, đừng có bật Ken. Đi thôi. Để chừng nào ra cái kia thì bật Ken. Nhưng mà giờ đợi Ken hồi rồi. Chuẩn bị reset nữa. Không ra bạn ơi. Khó vậy ta. Nói chung là mấy cái nội tại như mình nói bạn đó, admin làm gọi là ẩn các bạn. Tại vì những cái cây thanh kiếm á đã có nội tại ẩn là mạnh cỡ nào rồi đúng không bạn, đúng không? Đấy mà cái nội tại ẩn lại bá nữa thì cây đó quá mạnh đúng không bạn, nên là sẽ tỷ lệ sẽ khó ra thì sẽ chuẩn hơn nha các bạn nha. Phải không? Đấy hình như một lần là có cho mấy hai gì cỡ bạn, hai lần hay sao ấy. Rồi bây giờ bỏ thử nha, khi mà vừa xuất hiện cái đó bật Ken lên nha. Đó, vừa xuất hiện cái đó bật Ken lên là để xem coi là có phá Ken được bao nhiêu các bạn ha. Bình thường là mình thấy có mấy hết à. Từ từ để đếm thử lại nha, được bật nha. Từ từ. Ra đi. Ra. À hình như tầm 3 2 hết à. Đúng không? Rồi bây giờ bật Ken lên thử coi sẽ là phá bao nhiêu Ken ha.
Rồi, giờ cánh nha. Cánh nha, vừa ra nha, vừa ra bờ kia liền nha. Chưa. Không ra luôn. Không ra luôn. Đã bực. Rồi không kịp rồi. Không kịp rồi, không kịp rồi, không kịp rồi. Khó như vậy nha. Khó các bạn, khó ấy, khó ấy. Chưa ra bực sớm vậy. Trời toan rồi. Khó như vậy nha, tại vì ra kiểu ra được có mấy giây các bạn. Nên cũng hơi khó để biết là phá kem ngon hay không hả bạn ha, đúng không em? Thế là vậy. Nên là cũng hơi khó. Rồi. Như là mấy cây Avalon gì thì dễ hơn đúng không em? Dễ hơn nhưng mà tại Avalon ra ra lâu các bạn. Đó. Trời không bật kịp. Khó ha, khó khó khó. Không ra luôn. Từ lướt qua cái đâu. Thôi không ra luôn. Không ra luôn. Khó à bạn nha, khó nha, khó nha, khó thiệt. Khó để canh ken các bạn, tại xoáy có xíu bạn, thời gian xoáy ít quá. Thời gian bật ken lên là có khi là vừa bật lên là hết rồi bạn. Đấy. Là hết luôn rồi. Đó. Ôi không bật được. Vậy là dính luôn nha bạn nha, nhưng mà Luna không to thôi thì mình nghĩ là các bạn có thể kết hợp được khá là nhiều các bạn. Đúng không bạn? Kết hợp khá là ngon luôn ấy. Ui. Ngon đúng không bạn ha. Đấy, phá ken liền xong lướt qua. Đó, tục. Búp. Búp. Ôi. Ôi. Tính ra thầy kia thì cũng mạnh phết các bạn ha. Đấy. Thì cái này khá là canh khá là bực ken các bạn, để phá rất là khó các bạn ha. Đấy, tại Tatsuki này cái nội tại ra khá là nhanh các bạn. Nên là mình nghĩ là hơi khó để không biết được phá ken hay không luôn ấy. Rồi. Thôi thì mình nghĩ là kết thúc đây này ha. Thì các bạn nào thấy hay á cho mình xin một like subscribe ha. Và các bạn có ý kiến như thế nào về cây Tatsugi này khi mà kết hợp với Ngọc Gió á thì các bạn hãy comment ý kiến mình dưới cho mình biết các bạn ha. Rồi. Thôi, chứ mình nghĩ là kết thúc clip tại đây ha. Thì hẹn lại các bạn những clip lần sau nhé cô Gia Thi. Bye bye. Nhớ nhấn mình một like và subscribe nha.